Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản ngày 15 tháng 5 năm 2023 về đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô năm 2023, gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Ghi nhận của báo Kinh tế Đô thị, ngày 14 tháng 5 tại cuộc họp về kế hoạch cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm nắng nóng 2023 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương đàm phán, đẩy nhanh tiến độ đàm phán để huy động nguồn năng lượng tái tạo đối với doanh nghiệp đã đủ điều kiện, đẩy nhanh việc mua bán điện với các dự án nhập khẩu điện đã ký kết. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan để cung cấp khí, than cho nhà máy điện theo đúng kế hoạch cung cấp điện, đặc biệt tăng cường khai thác nhập khẩu không để xảy ra tình trạng thiếu khí, than cho sản xuất điện. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm trong mùa nắng nóng cao điểm theo công điện 397 ngày 13 tháng 5 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước. Miền Bắc và miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng được dự báo dài nhất từ đầu năm đến nay, nền nhiệt có thể lên tới 39-40 độ, một số nơi cao hơn và khả năng kéo dài tới ngày 23 tháng 5 mới kết thúc. Nắng nóng khô hạn có thể còn nghiêm trọng hơn bởi theo dự báo mới nhất, hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 70-80%. Dưới tác động của hiện tượng El Nino, hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường. Nắng nóng có thể nhiều hơn và gay gắt hơn, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Nắng nóng tức là người dân doanh nghiệp tiêu dùng điện cao hơn. Như hôm 6 tháng 5, dù là ngày nghỉ cuối tuần sản xuất giảm, nhưng nhu cầu điện của hệ thống quốc gia đã tăng lên mức kỷ lục 895 triệu kWh, cao nhất từ đầu năm tới nay và tăng 12,34% so với cùng kỳ tháng 5 năm 2022. Không chỉ có nắng nóng, tình trạng hạn hán thiếu nước cũng làm cho các hồ thủy điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến ngày 11 tháng 5 đã có 11 trong số 47 hồ thủy điện lớn ở tình trạng mực nước chết hoặc gần mực nước chết. 16 hồ có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu của quy trình vận hành liên hồ chứa. Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước sẽ tiếp diễn đến cuối mùa khô năm 2023. Nguy cơ thiếu nước trong thời gian còn lại của mùa khô sẽ diễn ra nghiêm trọng. Các điều kiện trên dẫn đến tình hình cấp điện mùa nắng nóng sẽ rất khó khăn. Hệ thống điện có thể phải đối mặt với tình trạng không đáp ứng được phụ tải đỉnh của hệ thống, và lúc đó bài toán cắt điện, sa thải phụ tải sẽ phải đặt ra như mùa hè năm 2010. Báo Chính phủ thông tin chiều tối 18 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ với các bộ ngành về các giải pháp trước mắt để đảm bảo nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tổng công suất các nguồn điện của hệ thống điện quốc gia hoàn toàn có thể đáp ứng tổng nhu cầu, không thiếu hụt trong dài hạn. Tuy nhiên, việc cung ứng điện có thể thiếu hụt cục bộ và ngắn hạn từ nay tới ngày 25 tháng 5. Nguyên nhân là do nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao và đợt khô hạn khiến lượng nước tại các hồ thủy điện giảm, trong khi việc nhập khẩu than từ Indonesia bị chậm, không đáp ứng yêu cầu của các nhà máy nhiệt điện. Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp trước mắt với yêu cầu từ nay tới ngày 25 tháng 5 không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Theo đó, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp đầy đủ than cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than trong nước, cần bao nhiêu thì cung cấp bấy nhiêu. Các nhà máy điện sử dụng than nhập khẩu triển khai các biện pháp như vay, mượn, mua lại, ứng trước, than của các nhà máy khác. Thứ ba, khai thác tối đa nguồn thủy điện cho đến thời điểm phù hợp. Thứ tư, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia bảo đảm cung cấp khí, dầu cho các nhà máy nhiệt điện chạy khí và dầu. Thứ năm, tiến hành đàm phán theo giá tạm tính với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng và có thể phát điện ngay lên hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các công việc tiếp theo. Các cơ quan liên bộ như Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tiếp tục triển khai các công việc thuộc thẩm quyền. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các giải pháp về vận hành hệ thống điện quốc gia, bảo đảm cung ứng điện, không để xảy ra thiếu điện.
Thông tin từ Vietnamnet, theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng hạn hán đã làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng và dự báo việc thiếu hụt này sẽ tiếp diễn đến cuối mùa khô năm 2023, gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước. Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định trên địa bàn thành phố trong năm 2023, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực Thành phố tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm điện. Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng, Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, mở máy điều hòa trễ hơn 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Dừng hoạt động 50% số thang máy, khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại các phòng làm việc. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu cán bộ và người dân hạn chế sử dụng trang phục trang trọng, áo vest khi làm việc và tham gia họp. Đối với các trường học, trung tâm đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc lớp học. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng học, tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Dừng hoạt động 50% số thang máy, khuyến khích di chuyển bằng thang bộ giữa các tầng gần nhau. Đối với các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc hoạt động. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Dừng hoạt động 50% số thang máy, khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau. Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng, trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22 giờ. Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ công ty điện lực. Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng nếu có để chủ động thêm nguồn cung cấp điện. Đối với cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng, dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22 giờ. Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ công ty điện lực, khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng nếu có để chủ động thêm nguồn cung cấp điện. Đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông, điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay, giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22 giờ tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít. Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo trang trí, tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22 giờ, tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ. Đối với các hộ gia đình, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng. Sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ 26 độ C trở lên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!